tại trung tâm hội trường cưới, trung tâm sân khấu là sự hiện diện của hai bông hoa, hai con người đẹp đẽ rạng ngời nhất, đó chính là Vi Điệp và Thanh Tâm. Và một tràng pháo tay từ toàn thể quý vị để chào đón, chúc mừng và chú rể cô dâu ra mắt tới toàn thể quý vị được không ạ? Xin mời. Bye.
bạn trẻ và tình cảm thông gia của hai bên gia đình. Ai nói rằng hoa thơm thì từ chất từ cành, và lời bác phát biểu thì chân thành sâu xa. Thật nhiều hạnh phúc chan hòa, mừng cho đôi bạn trẻ một nhà trăm năm. Còn gì đẹp trên đời hơn thế là người với người sống để yêu nhau. Nhà gái đã phát biểu, nhất để giao lâu. Nhà trai đã đáp lời lời, cho những đẹp nghĩa lên cầu ân tình. Và hồn hôn quê ta, hãy cùng dặn dặn một tràng một tay nhất tình thật to. Sau đó là phát biểu của một trường đoàn nhà trai. Quả thông báo hết tầm nhớ ạ. Quý vị ơi, nghe rõ chưa? Quả đã đồng ý hết một chút tầm với lời nữa, đúng rồi. Và để minh chứng cho lời nữa của hai em, anh xin
cô dâu hai em sẽ gặp mặt đầu tiên của nhau. Và xin mời, và xin mời chú rể sẽ mở cặp vấn đồng hướng xuống quý vị khán giả để tôi có đôi ba lời giới thiệu. Xin chào quý vị, cặp nhấn của chú rể cô dâu rất nổi tiếng và nó được làm bằng vàng Italia, vàng Nga, Canada, Pháp để về tới Việt Nam. Và chúng tôi phân bổ trên này cặp nhấn này đâu đó nặng tầm khoảng 5 kg. Rất tuyệt vời. Và xin mời chú rể em sẽ chọn một chiếc nhẫn phù hợp nhất để trao hóa áp út như mà cháu giới thiệu trải qua và bằng tay của vợ. Anh nói này, đẹp trai như tài tử Hàn Quốc, sao đẹp bằng cách nào mà của em? Cô lâu em đã đặt bàn tay lên đó hoa tiền hả? Em đã đặt bàn tay, đúng rồi. Còn tôi chỉ nói vậy thôi ạ. Đẹp trai như tài tử Hàn Quốc, sao đẹp bằng cách nào, đó là việc của anh. Lịch lắm.
đón em biết tướng. Cảm ơn trời đất đã ban cho ta cơm ăn áo mặc. Ly thứ hai cảm ơn bố mẹ hai bên. Ly thứ ba cảm ơn tất cả quý vị có mặt tại hội trường cưới. Và ly cuối cùng là để chúc cho tình cảm của chúng ta mãi mãi viên mãn, mạng đồng trăm năm, tiếp tục nhận con trai hai em anh khoác lên thoát ly của hai em. Kính chào quý vị, trước mắt quý vị là cảm giác rượu với ly đầu tiên. Con mời bố.
hai con. Để chúc cho các con với một lời chúc dạt dào ý nghĩa. Tiếp theo xin kính
Okay.